chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho những bạn mới là cách buộc lưỡi câu nha các bạn. Thì đối với những cái loại lưỡi mà nó có cái lỗ như thế này á, thì cách mình hay dùng á, thứ nhất á là mình sẽ dùng cái sợi dây này, sợi dây buộc lưỡi này mình xó ra sau. Đây. Rồi một đường một đoạn này nha các bạn. Đó. Rồi. Các bạn xem này. Rồi cái đoạn ngắn này mình sẽ quấn lên trên 2 lần, 1 2. Rồi đây mới đâu mình quấn ngược xuống dưới nha các bạn, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi cái phần còn thừa này mình sẽ chọt vào cái lỗ này, cái lỗ này mình để lại á. Rồi mình kéo các bạn. Đó. Cái này là cách buộc lưỡi thứ nhất của mình, cách này vô cùng chắc chắn các bạn. Cái phần nhỏ thừa này á thì các bạn cắt đừng có sát quá các bạn. Đó, mình cắt mình để lại một xíu này, cho nó không bị tuột. Đây là cách thứ nhất này. Rồi cách thứ hai mình hay buộc các bạn, đối với loại lưỡi có lỗ này luôn. Nên bắt đầu mình xó từ trước ra sau. Đó, khoảng một đoạn như thế này các bạn. Rồi mình dùng cái đoạn này nè, mình léo xung quanh cái đoạn dây trục. 3 4 5 6. Đây, đã như thế này. Rồi còn cái đầu này mình đầu đút vào cái lỗ này nha các bạn. Đó. Rồi, mình đánh mình kéo xuống. Đây. Đó là cách buộc lưỡi thứ hai. Và cái đoạn nhờ thừa này á thì các bạn cắt, các bạn cũng chừa lại một đoạn như thế này nè. Đó. Và đối với giả sử như cái loại lưỡi mà không có lỗ các bạn, thì các bạn dùng cách như cách thứ nhất á, là mình không có xó qua cái lỗ nữa, mình để về sau cái lưng cái lưỡi nè. Rồi mình dùng cái sợi dây ngắn mình quấn 2 lần ở trên, sau rồi mình bắt đầu quấn xuống các bạn. 3 4 5 6. Thì các bạn quấn càng nhiều thì nó sẽ càng chắc nha các bạn. Rồi còn cái đoạn thừa các bạn vẫn chọt vào cái lỗ cũ á. Rồi mình kéo lên. Đây các bạn. Đó. Còn đối với các bạn mà muốn mắc cái lưỡi này vào theo tầng á, thì trên cái đoạn nhờ này nè, để các bạn xê cái đầu đoạn nhờ này. Rồi mình luồn vào mình rút, 1 2 3 lần cho chắc các bạn. Đó. Rồi cái này vô cùng chắc luôn nha các bạn. Đây các bạn được một cái lưỡi như ngoài tiệm người ta tém á các bạn.